Dạ vâng, Hải Yến xin kính chào quý bà con, cô bác anh chị và quý nhà đầu tư đã tham khảo tới kênh Nhà đất Đắk Song của Hải Yến nhé. Hôm nay thì Hải Yến lại tiếp tục đi quay để chia sẻ đến cho quý bà con, cô bác anh chị mình cùng tham khảo một cái mảnh rẫy ạ. Cái mảnh rẫy này thì hiện tại là đang tọa lạc tại xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông nha các bác. Cái mảnh đất này thì có cái tổng diện tích là gần 2 hectare các bác, gần 2 hectare. Ôm theo mặt đường bê tông như thế này. Và trên đất là có căn nhà này các bác. Căn nhà cấp 4 xây bao. Ôm đường bê tông như thế này thì nó vòng từ từ cái điểm này sau lưng nhà, nó vòng qua tới bên kia thì nó nằm tầm hơn 100 m, bám theo mặt đường bê tông thì hơn 100 m nha các bác. Cái mảnh đất này thì hiện tại là bác chủ nhà đang trồng tiêu và sầu riêng, chủ yếu là tiêu và sầu riêng nha các bác. Tiêu thì gần 2.000 trụ tiêu và cà phê thì được 500 cây và sầu riêng thì hơn 100 cây. Nói chung 20 cây sầu riêng là đã cho vào thu chính như kia rồi. Còn năm tới nữa thì thêm được mấy chục cây nữa nha các bác. Năm nay thì cây nó hơi bé, bác chủ nhà đã vặt bớt hoa đi rồi, không có để. Thì cái mảnh vườn này thì chạy từ đây ra chợ, trung tâm chợ và trường học. Thì trường học thì ra tầm hơn 1 cây số, chợ thì cũng hơn 1 cây số nha các bác. Đường thì thông thương hết, đường thì đường bê tông thoáng. Đấy, đường thông, không phải là đường cụt các bác. Đấy, cái căn nhà của bác chủ nhà đây, một gia đình an cư lập nghiệp ở đây thì cũng khá là ổn định nha các bác. Đất của bác chủ nhà là sau lưng nhà chạy thẳng lên trên kia và bọc tròn lên trên này nha các bác. Đấy, vòng qua tới bên này. Thì cái mảnh đất này thì bác chủ nhà đang rao bán với cái giá là 3,2 tỷ, có thương lượng nha các bác, có thương lượng nhẹ nhé. Đấy, sầu riêng thì bác chủ nhà trồng theo hàng lối như này. Sầu riêng này thì sang năm là cho vào thu hoạch này các bác này. Năm nay thì có hoa thì bác chủ nhà cũng vặt đi, không có để vì cây nó đang còn nhỏ, mình để cho nó thêm 1 năm nữa chứ mình để thì nó kiệt mất. Sầu riêng lớn như này là 80 cây các bác, còn bác chủ nhà mới hạ thêm ít nữa. Đấy, theo hàng lối như này hết các bác. Điện ở đây thì điện nước đầy đủ, nhà bác chủ nhà xài bằng giếng khoan, giếng khoan thì nước không bao giờ thiếu ạ. Đấy, sầu riêng cực kỳ là đẹp luôn. Đất thì kín gió, thoải. Có một ít ở trên cái triền kia thì nó hơi dốc một xíu thôi, còn đâu nó cứ triền nhẹ xuống nha các bác. Bác nào mà quan tâm đến cái mảnh đất này thì cứ alo cho Hải Yến nhé. Hải Yến gửi cái bìa đỏ qua cho các bác cùng tham khảo. Bìa đỏ thì ở nhà. Bác nào mà quan tâm mà muốn mua thì công chứng trong ngày nhé các bác. Bìa đỏ bác chủ nhà để ở nhà luôn, không có vay ngân hàng ạ. Nói chung là cái mảnh đất này thì bác chủ nhà cũng rất chi là thích, nhưng mà do là làm thì bác chủ nhà đang đau ốm bệnh cho nên là muốn chuyển đổi để là ít mua ít lại thôi. Đó, không có sức để làm nhiều. Suốt ngày là bác đi bệnh viện đấy cho nên là không có sức để làm nhiều, cho nên là muốn chuyển đổi mua lại tầm răm xào. Cho nên muốn chuyển nhượng lại cho ai mà có cái kinh tế và sức khỏe để mình có thể chăm sóc cái vườn cây của mình nó tốt đẹp hơn nhé. Cái tiêu của mình là cái đám tiêu đó hết là của mình nhé các bác. Thì vòng từ bên này này các bác này, vòng qua và vòng xuống sau lưng nhà. Bác nào mà xem video thì cho Hải Yến xin một like và một đăng ký. Đấy, bác nào quan tâm thì cứ alo cho em nhé.